Nếu mà như là nếu mà nó say thì không về được nhà thì đi kiểu gì đây? Không say được đâu. Không say được à? Rượu, rượu này là rượu gì? À, rượu ngô. À, rượu ngô, nấu bằng ngô. Nấu bằng ngô, ngô hạt đấy. À, ngô hạt. À. Đâu thử ra nào xem nó có say không nào, nếu mà say. Không say được đâu. Không say được á? Thơm một tí không say được đâu. Quý vị có thể nhìn thấy những thửa ruộng đã bắt đầu rồi. Lúa đã bắt đầu chín, rất đẹp. Một màu vàng nằm giữa những cái nền màu xanh như thế này, tạo nên một khung cảnh rất bình yên tại nơi đây. Tôi đi vào trong chợ phiên của Tam Kim, Nguyên Bình thì ở đây có những cái cánh đồng lúa bắt đầu chín, rất là đẹp. Quý vị có thể nhìn cận cảnh những bông hoa rừng. Wow, nó có những con ong. Chắc là tôi cũng không biết là loại ong gì. Một loài hoa mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Phải đi tránh xa cái chỗ này ra không mà ong nó đốt mất. Quý vị có thể nhìn thấy khung cảnh của núi rừng của Nguyên Bình. Đây là huyện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng. Để đi vào trong chợ phiên Tam Kim thì từ Nguyên Bình, thị trấn Nguyên Bình thì sẽ vượt qua một con đèo, và đây là đoàn cán bộ đang đi công tác thì phải. Vâng, và bây giờ thì tôi đã đến tới chợ phiên Tam Kim của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đấy, quý vị chào bác. Đấy. Quý vị Thăng Long TV Go sẽ đi chợ phiên cùng tôi. Đi vào trong này xem chợ phiên như nào. Anh có cái gì đây? Mua thuốc về đấy. À, thuốc, cây thuốc à? À, cây thuốc. Cây này là cây thuốc gì? Đau xương khớp này. À, chữa xương khớp đấy à? Hay quá nhỉ? Thế là chợ phiên thì một tuần có mấy buổi? Có một tuần có một buổi thôi. À, có một buổi thôi. Đúng là một tháng thì 6 tuần, 6 ngày. À, một tháng 6 ngày. Ờ. Một 6 tháng phiên chợ. 6 phiên chợ. Ờ. Và đây là một cái chợ phiên ở xã. Ở xã đúng không? Vâng, đây em đi vào đây xem là có những cái món gì tiếp cho mọi người xem. Đây này anh, có món này thì biết rồi này. Quả này là quả dưa đúng không? Dưa của trên này rất là hay. Dưa này ăn ngon anh ạ. Dạ. Yeah. Ăn rất ngon. Đấy, quý vị có thể xem chợ phiên. À, cái quả này quen quen mà chưa biết là quả gì đây. Cho cho các cô. Quả lúa. Quả gì cô? Quả lúa. À, quả dâu da. Quả dâu da. À, quả dâu da đất đúng không? Đây. Quả cây lá. À. Hay quá. Ở đây anh này anh bán lợn giống đúng không anh? Đấy, lợn giống rồi. Rất đẹp nhờ, lợn đẹp quá. Nhìn nó khỏe khoắn và đẹp. Bây giờ đi vào trong này xem nào. Đó là chú bán măng à? Đó, măng nhồi. Măng này được ăn rồi, măng này măng nhồi. Đấy rồi, cháu cho cô, chị. Măng nứa hay măng gì? Mua người luôn, em ok không? À, mua. À, mua người có được không? Mua cả người. Người ế rồi. Thì à, người ế. Ế thì mới cứ ế thì lại càng mua. Đấy. Ế măng đi cả người. Thì mua cả măng, mua cả người. Mua luôn. Đấy. Rất hay những sản phẩm của đồng bào nơi đây. À, bà cô nói à. Bye bye bà cô kìa. Kìa, bye bye bà cô kìa. Đi. Đấy, bye bye bà cô. À, đi chợ với bà đúng không? Đấy. Ôi, lâu lắm mới cháu mới nhìn thấy một bộ răng đen đấy, đúng chuẩn của người Việt đấy. Lâu lắm rồi đấy ạ. Vâng. Một bộ răng đen thì có nhiều mà. À, mà như là ở dưới xuôi thì bây giờ gần như là không còn mấy. À, thế hôm nay cô đi chợ bán cái gì?
cô không bán cái gì đâu. Đi mua chơi thôi. Đi chơi. Chân châu buồn chán quá thì đi chơi chợ. Buồn quá thì đi vào chợ chơi. Đi vào chợ chơi, bỏ châu một ngày nữa, không chán nữa. Hay quá. Vâng. Về á? Dạ vâng, cháu ở dưới Hà Nội lên đây chơi. Vâng, và bây giờ đi xem chợ phiên ở đây có những cái gì. Chợ đây có nhiều thứ lắm. Có nhiều thứ đúng không? Rất là nhiều thứ đây này. Chỗ này toàn quần áo là nhiều ấy. Ở khu chợ này thì cũng không quá to, bởi vì cái khu chợ này chỉ phục vụ cho mấy xã ở đây. Ở đợt trong này thì bán rất là nhiều đồ, quần áo, các thứ. Đây đậu ở trên này người ta làm thành từng tảng đậu như thế này. Hình như là cháu đến đây hơi muộn rồi ấy, nên là chợ có vẻ vắng đúng không? Đúng không? Đấy, chợ có vẻ vắng hơn rồi. Đậu phụ. Đấy, món đậu phụ về đấy. Về uống rượu. Và đi tiếp xem ở đây nào. Ở đây có cá khô này. Hình như là cũng muộn rồi nên là vắng hay sao cô nhỉ? Đúng không? Hay là vừa dằm xong nên là vắng. Tan chợ rồi. Các chị cười rất tươi. Các chị cười rất tươi. Có món gì? Bánh rán à? Như giờ muộn rồi đúng không? Chợ bắt đầu tan rồi đúng không? Đấy. Thích quá. Món bánh rán, món đậu. Món đậu này là cô tự làm. Tự làm hết đấy đúng không? Rất là sạch. Rất là sạch, rất là ngon. Nhìn biết rồi. Bởi vì cái giá đỗ nó không béo, nhìn nó gầy gầy. Thì làm sạch. Ôi cô này cười tươi thế. Cô cười rất tươi luôn nè. Cũng bán đậu đúng không? Cũng bán đậu làm à, cũng bán đậu. Thế là cô cười tươi này, cô là người có phải người giao không? Phải, người giao. Bởi vì người nhìn cái trán cao cao là người giao rồi. Đúng không ạ? Rất là xinh. Nhìn cái trán, cái vầng trán cao rất là đẹp. Đấy, nó khác. Và quan trọng là răng rất là đều và xinh. Ở đây các bà thì bán cái này là củ kiệu đúng không bà nhỉ? Cái củ này là cái củ để ăn thịt nướng. Ở dưới Hà Nội cũng có cái này. Và thế bà đi ra đây bán hàng thì mấy giờ bà ra bán? 4 giờ để 4 giờ? Ở nhà về. 4 giờ ở đây đi hay ở nhà về? Đi bộ mà. Đi bộ ạ? Không có xe. Thế à? Đi bộ mất bao nhiêu thời gian thì ra tới đây? Đi bộ mất bao nhiêu thời gian thì ra tới chợ? Đi bộ thì đi 3 giờ. 3 giờ sáng đi bộ ra đây? Bà là người đồng bào dân tộc Dao đúng không? Tại sao người Dao răng rất là đẹp nhỉ? Người Dao ai răng cũng đẹp đấy ạ. Răng xinh và đẹp. Đấy. Thế là những cái sản phẩm này là bà trồng à? Bà trồng. Bà trồng, mang ra đây mà bán. Thế một tháng bà đi đủ 6 ngày không? Một tháng đi 6 ngày hết. Đi 6 ngày hết. Đấy. Cháu đang không hiểu sao vì sao người Dao ở trên này răng rất đều và đẹp. Đấy. Chịu lắm. Không biết chuyện xin nhà sao mà. Thế nó làm bữa là. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 81 rồi. 81 tuổi rồi. Ôi giời. Vẫn khỏe đúng không ạ? Vẫn đi chợ tốt. Không khỏe. Dạ, tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Đây quý vị có thể nhìn thấy đây là củ gừng đúng không ạ? Củ gừng, mướp đắng.
Dạ vâng, tí em quay về em lấy. Ở đây trong này toàn là mua thịt thôi. Đây là thịt hết, à đây bán sắp hết rồi cô nhỉ. À, chợ cũng đã muộn rồi và gần hết rồi. Em mua nhiều về để tủ. Em giúp mua mà chân giò đi. À, vì em đi du lịch nên là em không thể mua được. Đấy, chứ còn không thì em mua ngay. Đấy, ở đây là có phải đến 2-30 phản thịt nhỉ. Em ở dưới Hà Nội. Và chị bán hàng trên này có được không? À, bán thịt thì chắc là bán hàng ngày ấy nhỉ? Vâng. À, còn như là chợ phiên ở đây nó chỉ có 6 buổi thôi đúng không? Ừ. Dạ. Vâng. Chúc chị là luôn luôn bán đắt hàng nhé. Đây này, cứ phải hết sạch hàng như này mới thích rồi. Đấy, Cao Bằng ơi, đấy có những chú cún rất là xinh đang ngủ. Các chú cún xinh ơi, xinh. Đấy, bà chủ mát tay là cún nó sẽ xinh đúng không? Đấy. Các chị đây vui thật, vào đây toàn cười thôi. Bây giờ thì cũng là lúc tan chợ rồi. Đấy, mọi người có thể chở ô tô để đi xuống đây để bán hàng. Gái bản xinh quá nhỉ. Ừ, gái bản xinh thế này mà. Em là người đồng bào dân tộc gì? Em người Dao. À, người Dao, và người Dao có cái trán rất cao và xinh. Anh thấy răng ai cũng đẹp ấy, ở đây ấy nhờ. Xinh lắm. Tức là có em có một cái xe 5 tạ này và em sẽ chạy đi bán hoa quả các phiên chợ. À, cũng rất là tiện đúng không? À, anh thấy đường xá đây bây giờ rất là tốt. Đúng rồi, ngon, đi lại thoải mái để buôn bán. Rất tiện cho một cái xe như thế này để mọi người ở đây có thể đi bán hàng ở trong các xã. Đấy, bạn ấy nhãn đúng không? Nhãn ngon đấy. Có một chỗ bán dao này, rất nhiều thứ công cụ để cho lao động ở đây. Phía bên này thì bán hạt giống, cây giống. À đây chính là cái món mà gọi là khoái khẩu của các chàng trai trên này đúng không ạ? Đặc sản đấy đúng không? Nếu mà như là nếu mà nó say thì không về được nhà thì đi kiểu gì đây? Không say được đâu. Không say được à? Rượu này là rượu gì? À, rượu ngô. À, rượu ngô, nấu bằng ngô. Ờ, nấu bằng ngô, ngô hạt đấy. À, ngô hạt. À. Đâu thử ra nào xem nó có say không nào, nếu mà say. Không say được đâu. Không say được à? À, thử một tí không say được đâu. Thử một tí thôi, không ra công an ấy, thổi nồng độ cồn nha. À. À, đâu, nâng chén rượu ra nào. À, chị uống với em không? Uống với em. Uống luôn. Rồi, rồi em thế nào? Ngon không? Ôi nặng đấy. Nhưng ngon. Rất thơm. Rất tuyệt vời. Thơm lắm. Không, em thưởng thức hương vị của nó thôi. Để cảm nhận thế nào. Rất là thơm. Như này là bao nhiêu tiền một lít? 20. 20 nghìn một lít. À, 20 nghìn. Hay quá. Thế lấy cho em 1 lít nhá, 20 nghìn đúng không? À, lấy 1 lít. Em lấy 1 lít à? À. Lấy đi. Lấy đi. Như là chị phải uống một chén với em cơ. À. Các chị ở đây không phải uống một chén mà các chị uống nhiều luôn. À, mỗi người 1 lít à. Ồ, em nếm thôi, còn em mang về bởi vì em sẽ phải đi đường nên là bị thổi nồng độ cồn. Em mua mang về thôi. Vâng. Như là chị uống một ly xem nào. Để xem con gái chị là người Dao hay người gì? Người Dao thôi. À rồi à, xem con, rồi con gái Dao uống rượu nào. Wow, tuyệt vời bà nhá. Đấy, bà thấy tuyệt vời chưa? Đấy. Rồi lấy cho em 1 lít. Bà uống được tiểu lượng được bao nhiêu? À, bây giờ hay là già rồi không uống nữa. À, hay quá. Đây nha quý vị nha, quý vị nhìn thấy này, có 20.000 một lít rượu ngô này. Rượu ngô đây uống hay lắm. Thích quá. Thế chị được mấy cháu rồi? 2 rồi. Mới được có 2 thôi á? Có đẻ nữa không hay là chỉ thế thôi? Không. À.
Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? 42 rồi. À 42 rồi à? Cháu lớn chưa? Cháu có 20 rồi. 20 rồi. Thế như là ở nhà uống rượu nhiều, ăn nhiều sao khỏe đúng không? Đấy, ăn nhiều, uống rượu nhiều khỏe. Thế thì đi xe máy xuống chợ hay là đi bộ? Đi bộ thôi. Đi bộ từ đâu xuống? Từ nhà? Nhà ủy ban ấy. À, nhà ở gần đây gì? Nhà ủy ban đây đấy. À. Về 2 phút, 3 phút. Thế thì cũng gần nha. Rồi, em cảm ơn chị nha. À thế à? Mà nhưng hôm nay không thấy ai uống rượu say ở đây. Bây giờ thì chưa say. À chưa say à? Chắc một lúc nữa đúng không? Đi chợ phiên về là phải say. Hay thế, ở trên này rất hay. Bên kia có 3 giờ còn 4 giờ còn có một người làm bên kia cầu còn chưa về kìa. Ờ. Thế bảo là nếu mà say thì cứ để cứ nằm ngủ đấy, vợ đến đó đó hoặc là vợ chồng à? Không, không ai biết được. À. Tỉnh nó khác về. À tỉnh là về, tự về. Hay quá. Đấy. Ở đây rất hay nha mọi người nha. Đấy, rủ nhau là ngồi làm ly luôn. Đấy. Các chị em là ngồi uống rượu tại trận luôn. Vui chưa? Đấy. Nâng. Đúng ra uống rượu ngô phải uống bằng bát. Uống bằng bát mới chuẩn đúng không? Đấy. Không, em vừa uống đây rồi. Chị uống đi, hai chị em uống đi trước đi đã. Hai chị em uống trước đi đã. Rồi đấy. Rất hay. Cháu chào ông. Uống vào mặt nó mới xinh. Ông sợ các chị đi đường ấy. Đấy. Ngon mà. Em vừa mua mà. Em vừa uống rồi. Ôi. Em hút à? Rồi. Ôi, rượu thơm mà ngon thế sao lại nhân mặt. Trời ơi. Đấy. Thơm nhỉ chị, công nhận thơm. Cái men rượu rất là thơm. Và đấy. Ăn rượu đây. Mọi người đây này, nhìn thế này, các chị cứ smartphone bắt đầu là chat chít đây này, TikTok này. Đấy. Vâng, và phải nói rằng rất là vui. Mặc dù tôi đến phiên chợ phiên này thì cũng hơi muộn rồi. Thế nhưng mọi người ở đây thực sự là vui vẻ. Và bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình để đi khám phá nơi đây. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Hai vợ chồng mua được nhiều không? À, được ít thế à? Hai vợ chồng cao như nhau nhỉ? Đúng không? Dòng dòng người. Thế được mấy đứa rồi? Được hai đứa rồi. Lớn chưa? Cháu lớn chưa? Lớn rồi, con thì học lớp 8, con thì học 9 rồi. Thế mình là người đồng bào dân tộc Dao hả? Dân tộc Dao. À, đây chứ cơ bản là người Dao nhỉ? Dạ, toàn người Dao. Con lớn thế là con lớn là học lớp 9. Lớp 9. Đứa thứ hai là học lớp mấy? Lớp 8 rồi. À, đẻ liền tù tì luôn à? Vâng. Cho nó tiện nhỉ? Vâng, nuôi nó một công. Cho nó dễ. Rồi dễ. Vâng. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nhá. Hai vợ chồng đi đường cẩn thận nhá. Vâng.